Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là hạt câu kỳ tử. Đây là hạt câu kỳ tử bên em các bác nhé. Đây là hàng loại 1 đấy các bác ạ. Hàng rất là khô và ngon ngọt các bác nhé. Thì em sẽ bốc ra cho các bác xem. Tại vì là khi mà để lên cái túi này thì nó không được đẹp bằng cái túi trong này, nhưng mà bên em đóng hàng túi này các bác nhé, nhìn nó có thể nó không đẹp bằng cái túi túi này, nhưng mà nó không dày dặn bằng cái túi này được. Túi này nó dày dặn hơn, túi này nó mỏng manh hơn, trong quá trình vận chuyển nó có thể bị bục. Bên em sẽ đóng hàng vào quán này, nhưng mà nhìn thì em xin giới thiệu về cái tác dụng của cái câu kỳ tử này. Thì câu kỳ tử thì có tác dụng là tăng miễn dịch và bồi bổ sức khỏe, bổ máu, dưỡng huyết, tốt cho người mới ốm dậy và cải thiện khả năng tình dục, tăng cường sinh lý, trị di tinh mộng tinh và thải độc gan và bổ phổi, hỗ trợ giảm đau và điều trị bệnh xương khớp, điều trị táo bón và tác dụng giảm béo, tốt cho người bị bệnh tiểu đường, làm đẹp da và giúp tóc nhanh dài và tóc xanh hơn, tăng cường thị lực, những người mắt mờ cũng nên sử dụng và chống trầm cảm, điều trị và điều chỉnh huyết áp cho những người huyết áp cao các bác nhé. Và mỗi ngày mình nên sử dụng khoảng 30 g, có thể nhai sống và uống nước hoặc pha trà để uống nước các bác ạ. Và mình pha trà thì mình có thể nhai cả cái bã của cái hạt này luôn nhé. Thì hoặc các bác có thể nấu ăn như các món hầm gà đấy, rồi có thể là nhai sống, nhai ăn luôn rồi uống nước này các bác đấy. Hoặc là các bác có thể ngâm rượu. Mình ngâm rượu thì mình ngâm 1 kg câu kỳ tử, mình ngâm với khoảng 4 đến 5 lít rượu và sau khoảng 40 ngày là sử dụng được, và mỗi bữa mình dùng 1 đến 2 ly nhỏ. Đấy, các bác ngâm rượu thì có thể ngâm rượu khoảng 40 độ nhé các bác nhé. Rất nhiều cách sử dụng như là pha trà hoặc là đun nước uống đều được. Bên em thì có cung cấp câu kỳ tử rồi hắc kỳ tử. Em sẽ bóc cho các bác xem. Đây là hình ảnh cận cảnh cho các bác xem. Hạt rất là khô các bác nhé. Hạt rất là khô chứ không có ướt. Đấy, rất là tơi các bác nhé. Hàng này hàng chất lượng, hàng loại 1 bên em đấy các bác. Cho các bác xem cận cảnh luôn. Rất là thơm ngon, ngọt. Quả đều sạch sẽ các bác nhé. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp cả hắc kỳ tử các bạn. Hắc kỳ tử công dụng là bổ mắt, chống khô mắt, chống mỏi mắt, ổn định chức năng tế bào não, chống oxy hóa và chống lão hóa cao. Đấy, mình có thể pha trà hoặc là các bác nên pha trà. Thì cái loại này thì khi mà pha trà nó sẽ ra màu tím các bác nhé. Mình pha trong nước khoảng dưới 70 độ, không nên pha nước nhiệt độ cao. Và khi mà pha, nếu mà các bác pha nước máy thì nó sẽ ra màu xanh, sau đó mới chuyển sang màu tím. Nếu mà mình pha nước lọc thì nó sẽ ra màu tím luôn các bạn. Đấy. Đây là quán này là 1 kg bên em. Còn cái gói câu kỳ tử này là gói 1 kg các bác nhé. Gói này là 1 kg, hàng loại 1 đấy các bạn. Khi các bác cho đây thì cái túi này nó có hơi nớp đục, nhìn nó có thể nó không đẹp. Nên các bác xả ra nhìn nó rất đẹp như này. Đây, quay cận cảnh các bác nhé. Hàng rất là khô thơm, đẹp và khô. Ăn rất là ngon.
Các bác chú ý là khi mình cũng không nên để ra ngoài này nhé các bác nhé, nó sẽ hút hơi ẩm rồi nó tí nó sẽ ướt. Các bác tốt nhất là các bác vuốt đấy, khi mà các bác dùng xong các bác vuốt cái zip này vào cho em, hoặc là các bác để trong cái lọ nhựa các bác đậy kín vào, các bác vặn nắp kín vào, hoặc bình lọ thủy tinh, không để ra ngoài như này nó hút hơi rất ẩm, rất là kém chất lượng đi các bác. Đấy, ngoài cái này thì bên em còn cung cấp cả táo đỏ luôn các bạn. Đây, táo đỏ này. Cái túi này nó có đặc biệt điểm là cái lớp này nó hơi mờ mờ, nhìn nó hơi khó nhìn, ta sẽ bóc. Bình thường là bên em gửi hàng là bọn em sẽ dập cái này vào nhé các bác nhé. Các bác phải cắt kéo, nhưng mà đây em quay video để bóc ra cho các bác xem, nhưng không dập. Thì đây em sẽ xem nó táo đỏ bên em này. Táo đỏ này các bác, táo đỏ Tân Cương rất là ngon, thơm ngon các bác nhé, ăn rất là chất lượng đấy. Bên em có cung cấp các loại khâu kỳ tử táo đỏ rồi ngũ tam thất rồi tam thất bắc tươi, tam thất bắc khô. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé, đủ các loại thảo dược rồi các đồ ngâm rượu đấy. Các bác cần thì cứ liên hệ cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe.